lắm. Đấy là hí nhé, đã biết đâu. Chưa, đấy mới chuyển cái tờ sơ đồ. Cái sơ đồ chứ. Ông đang nói ông chiếu bỏ cái ảnh dán này, không ảnh giới thiệu tác phẩm như này. Ông có để tôi để ông này nào. Cái ý thì nhiên làm. Cái bên tôi sẽ, chúng tôi sẽ phóng cho ông cái ảnh là cái phả đồ đấy. Tán kiến sĩ. Cộng một cái nữa để tiếp nối cụ tư. Cái nó cụ tư, tư số đấy. Tôi chỉ biết ở cái ảnh này là tôi sẽ đưa thế thôi. Trưng bày ở không gian văn hóa. Ừ. Tức là một cái ảnh cũng tương đối to. To đấy bác. Thì vâng. Mà nếu còn... không thì để rồi cái dứt điểm đi. Dứt điểm. Để cho trên này nó làm cái đó. Còn cái gì khác thì công làm. Nhớ nhá. Ba cho đây em cầm cặp cho. Đi thôi. Ba cầm cho em cầm. Cắt cả năm này em. Ông khấn đó. Nhớ cần tín giáo cụ chứ. Hôm nọ đã làm lễ tín giáo cụ rồi. Hôm nay là lên đổi cấm. Hôm nào cũng được linh tiếng. Đây là đình thờ cụ Phùng Hưng và bà Tính ạ. Thế ạ? Ừ, là vua Phùng Hưng đấy. Vua Phùng Hưng. Thế còn trên kia là vua Ngô Quyền ở trên. Bỏ túi, bỏ túi, bỏ túi. Thế là chuẩn rồi đấy, đúng rồi cấm mà. Đúng rồi, đất đỏ cái rồi. Để zoom lại. Đây đất đỏ, đây đất đỏ, đây zoom lại này. Ui giời tuyệt vời luôn. Ui giời đẹp quá. Em thích nhìn, em thích nhìn này. Bác Đảm ơi, bác Đảm ơi, nhìn này. Đấy, đất đỏ đây này. Đây, bác Đảm nhìn này. Đấy, đất đỏ đây này. Nếu mà... À, ừ. Zoom lại rất gần này. Đấy, gần lắm. Nếu mà em không nhầm, anh zoom lại nhé. Nếu mà em không nhầm, thì lúc em thiền này, em nhìn là lúc em hầu cụ này, em nhìn thấy đất đỏ và cụ nằm ở chỗ này. Đấy, cụ ở làm trên đỉnh đôi mà. Nhưng mà... Đây rõ lắm đây này. Đấy zoom lại. Đấy. Đất đỏ đấy. Đấy. Rồi rồi rồi. Em hầu này em nhìn thấy cái đất đỏ này nhá. Rồi rồi. Em này check ra đây một tí này. Đấy. Đấy khu bầu trên đỉnh đồi là chỗ là ta làm là có hòn đá. Có hòn đá mới để cái lá châu hổ ấy. Lá gai gai châu hổ ấy. Đấy. Tuyệt vời. Các bạn đừng nói rõ thế. Các bạn đừng tránh cái này ra, người ta đang làm. Rồi rồi rồi. Chúng nhìn thấy đất đỏ chưa? Rồi, đấy zoom lại này đấy. Đúng rồi. Đây, đất đỏ đây. Đấy, nhìn rõ hết. Rõ ràng mà tên đây cũng là tên đồi cấm, thì chuẩn quá gì được. Đồi cấm. Vâng, cụ nói đây là trên đồi cấm chuẩn luôn. Đồi này là hợp lý, nó tính năm quả đồi. Vâng. Nhưng mà đây là cái đồi chính đối diện. Mà các quả đồi khác không có đất đỏ mà cổ quả đồi này có đất đỏ. Chưa đất đỏ kìa. Đấy. Đối diện hôm nay nghe xong anh nghe xong cái anh ngó luôn đất đỏ luôn. Đây là quả đồi cao nhất. Mấy? Cao nhất nào giáo? Mấy đồi cấm đấy. Trong đây xem có hòn đá. Có hòn đá. Khu quả tam hự đây nhìn bốn phương tám hướng không à? Có đi vào đây vào tam hương xin phép cụ. Xuống chuẩn mà. Đấy.
Thôi cái mộ cũng khảo đấy. Nhưng mà lần sau vào thì tôi có đến tôi cũng chờ. Thì có chỉ rõ chỗ ấy. Ra mở ảnh cho xem. Đó. Đấy, cụ tả dành rõ quá còn gì nữa. Không có người có bài lễ, anh yên tâm. Yên tâm. Đâu đây chứ tí ra. Đây tí ra. Tí làm lễ đây. Làm lễ hai ngày. Lấy nồi sao? Nhiều thứ nhiều. Rất chuẩn nói thế. Cụ nói hơi bị chuẩn. Con phải tin. Con nào như con chẳng tin. Đừng nói thế. Đừng nói câu đấy. Không thật đi. Có thế nào nói thế. Tâm linh. Một chuyện. Con điện cho tôi là nói với các vị trong đoàn. À thế à? Phải phải cụ không? Cùng lương khác. Đây chào chào. Đây chào cô. Chào mọi người nhé. Đã cải tạo này. Lại cô, chào các cụ ạ. À. Chào các con à, ghi hình. Thành đâu rồi? Thành đâu rồi? Chụp ảnh đi đâu chụp ảnh đấy? Mà Thành đâu rồi? Cụ khấn rồi cho cái. Thôi thôi đoàn ta khấn đi. Vâng vâng cụ thầy chuông ạ. Vâng. Đường cụ đẹp quá. Mình ấy à, mình lâm ấy là ngọc không có nào ngọc ánh à ngọc ánh lâm không gì đã chắc là nó cũng ấy rồi ngọc ánh nó thì đây thì ăn luôn đi.